Quý xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao được ra đời nhằm mục đích kết nối giữa fan và sao. Khi nhắc đến sao thì mọi người thường nghĩ đến là các nhân vật hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đúng không ạ? Nhưng với chương trình của chúng tôi thì không. Sao ở đây là họ có thể làm việc ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, như là bác sĩ, kỹ sư, nhà thiết kế, rồi nhà tâm lý học. Nói chung là làm rất là nhiều nghề. Nhưng quan trọng họ có một cái lượng fan nhất định, những người luôn theo dõi và ủng hộ họ hàng ngày. Và đến đây họ có cơ hội gặp nhau và giao lưu, chia sẻ và kết nối với nhau. Và thông qua chương trình thì sẽ có những mini game, những thử thách, những bí mật sẽ được bật mí trong chương trình. Và ngày hôm nay, bạn fan đầu tiên nào sẽ xuất hiện trên sân khấu của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao? Ai đây? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ bạn ấy nha. Xin mời! Xuất sắc quá vậy nhà trời. Không biết là fan của ai mà tươi quá, xinh quá. Rồi, bây giờ bạn hãy cùng giới thiệu bản thân mình cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay được biết về mình không? Xin chào anh Huy và xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Em là Hoàng Kim và ngày hôm nay em đến đây với mong muốn là được giao lưu với lại thần tượng mà em yêu mến. Đó chính là anh Ali Hoàng Dương. Trời ơi, em mê anh và em theo dõi anh Ali từng chặng đường cho đến tận bây giờ. Wow, tức là bạn thích nhất ca khúc nào của Ali Hoàng Dương đã từng thể hiện? Em thích nhất là bài Điều Cha Chưa Nói. Điều tra chưa dạ, nói là trong bộ phim của bố già. Lời yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Tròn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi. Dạ, đó là bài mà em ấn tượng nhất. Và bây giờ hãy cùng chào đón Ali Hoàng Dương. Xin chào anh Huy và chào Hoàng Kim. Hoàng Kim, yeah. Ok, nhảy với em cho vui nha. Từ khi ta gặp được nhau, sao trong đôi mắt em vẫn vương những niềm đau, vẫn buồn đau. Lưng tỏ ra em mạnh mẽ, nhưng bên trong con tim nói lên bao sầu lo, bao sầu lo. Nhiều khi thấy nước mắt của cho một người không đáng. Don't cry baby, don't cry. Để cho anh đem hết những suy tư đi xa tầm với của em. Tối nay qua nhà anh nhờ, cho thôi em đừng kìm cơ. Cứ tin anh đừng nghi ngờ, đừng để anh mong nhớ. Có sao anh chịu trách nhiệm, muốn vui cứ để anh kiếm. Lướt qua nhanh mọi ưu phiền, muốn vui cứ để anh kiếm. Lướt qua nhanh
quá trời. Thank you. Chào Hoa Ly Hoàng Dương, ngày hôm nay đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và thay bây giờ thì Ali hãy gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đi nào. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Ali gửi lời chào đến anh Huy cũng như là Hoàng Kim, và gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình rất là mới được mang tên Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và như mọi người biết đó, thì vì sao là Ali được có mặt tại đây ngày hôm nay, đó cũng là vì rất là nhiều lý do. Và lý do đó là gì thì mình coi chương trình rồi mình biết nha. Dạ. Nope. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều thử thách cũng như là những cái trò chơi để làm sao cho hai bạn có thể hiểu nhau hơn ở trong chương trình này, để mình có thể ít nhất là mình cũng hiểu được các bạn fan của mình hiểu mình như thế nào, đúng không? Nhưng mà anh Huy, hả? Fan mà hơi giống celeb không? Quá dạ. Trời. Bạn có lời gì gửi đến thần tượng của mình không, khi mà anh ấy nói là bạn không khác gì celeb? Tại vì là ngày hôm nay đến đây là em gặp anh Ali Hoàng Dương là một người em rất là thích, cho nên là em muốn có một cái ấn tượng nho nhỏ để mà có thể anh nhớ em lâu hơn. Biết đâu sau này là mình gặp lại nhau thì ok, đây là con bé mà nó không thua gì celeb khi mà tham gia chương trình với mình. Dạ, yeah, ok. Anh rất là hy vọng là sau chương trình này em cũng lên làm celeb luôn cũng được, để mình có nhiều cơ hội gặp nhau. Và bây giờ không biết là hai nhân vật của chúng ta đã sẵn sàng để mình bước vào phần thi đầu tiên của chương trình chưa? Em sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng rồi, anh sẵn sàng chưa? Ok. Em đồng ý. Ở gì? Ủa không phải hả? Sẵn sàng chơi. Em đồng ý. Từ từ mình sẽ có rất là nhiều phần ở phía sau nữa. Cho nên là mình muốn cái gì đó thì mình phải vượt qua thử thách đã. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Hoàng Kim sẽ làm gì khi mà vượt qua vòng đầu tiên của chương trình. Nào, trước khi đến với vòng đầu tiên, chúng ta hãy cùng nghỉ giây lao và chúng tôi sẽ quay trở lại. Đừng chuyển kênh nhá. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Ở phần 1 của chúng ta thì đây là một cái phần tương tác giữa sao và fan, giúp cho hai người có thể hiểu nhau hơn. Đôi khi sẽ có những bí mật được tiết lộ trong phần thi này. Nếu như mà Hoàng Kim vượt qua được thử thách của chương trình, đó là trả lời những câu hỏi từ 3 trên 5 câu hỏi chính xác, thì chúng ta sẽ có một cơ hội, đó chính là hành hạ. Hành hạ thì nghe ghê quá đúng không? Tức là mình sẽ có một cái mong muốn với thần tượng của mình, là muốn anh ấy làm gì thì anh ấy sẽ thực hiện cho mình. Nhưng nếu như bạn không trả lời được quá 3 trên 5 câu hỏi chính xác thì Ali Hoàng Dương sẽ có một yêu cầu bạn thực hiện một cái gì đó. Những câu hỏi này nó sẽ rất là đơn giản thôi, nó xoay quanh cuộc sống của Ali Hoàng Dương. Với những lựa chọn sẽ có A và B. Dạ. Ali Hoàng Dương sẽ dùng một tấm bảng để ghi lại đáp án, và sau đó Huy sẽ hỏi Hoàng Kim, và Hoàng Kim sẽ đưa ra đáp án của mình lập tức và so với đáp án của Ali Hoàng Dương. Nếu như trùng khớp thì bạn là người chính xác, còn nếu như không trùng khớp coi như đáp án đó sai. Dạ. Nhưng mà anh Huy, em thay đổi quan điểm rất là nhanh. Không, nhưng mà cái quyết định của Ali là quyết định nằm ở cái tấm bảng đó, cho nên là Ali khổ rồi. Khổ rồi. Vậy là dây trắng mực đen là anh sẽ không phải lo về mà thay đổi ý kiến nữa, đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ tôi cần đạo cụ. Đây. Wow. Chỉ có một tấm bảng thôi. Và Ali Hoàng Dương là người sẽ viết đáp án của mình lên đây. Ok, bây giờ. Từ để em chỉnh cái ghế qua sát bên. Mình là lớn hết rồi. Nói chung là mình lớn hết rồi, để mình cần cái sự uy tín hay không? Chắc chắn ngày hôm nay em sẽ là người uy tín nhất chương trình. Tất cả đã sẵn sàng rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Mùi vị nào mà Ali Hoàng Dương sợ nhất? Cay hay đắng? Xin mời Ali. Cay hay đắng? Xin mời Hoàng Kim. Em nghĩ là anh Ali sẽ khá là sợ đắng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi đó. Không, em không có đổi. Em ui, ai là người ăn làm thế đúng không quý vị? Không, mình đến với chương trình mình uy tín. Thật ra thì chia sẻ với Lê Hoàng Dương luôn là trong cái lúc mà mình sửa hay là mình viết cái gì đó, đằng sau mình còn một cái máy quay nó đang đặt trực tiếp vô đó. Em hiểu chứ? Dạ, em hiểu hết á. Em không có làm những cái chuyện mà không uy tín như vậy đâu anh Huy. Anh yên tâm nha.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đáp án đầu tiên. Bạn Hoàng Kim đã lựa chọn là đắng. Đắng. Vậy thì Ali Hoàng Dương sẽ như thế nào á? Ali Hoàng Dương sẽ như thế nào á? Xin chúc mừng Hoàng Kim với đáp án đầu tiên chính xác. Dạ, yeah, nhưng mà sao em biết được anh sợ đắng hơn là sợ cay? Vậy em nghĩ anh cũng rất là ngọt ngào, cho nên là hoặc là anh sẽ chọn ngọt hoặc cay thôi chứ không sợ đắng được. Đúng rồi, biết là sao không anh? Thường thì mấy cái món ăn á, thì em sẽ ăn được những cái cay được, rất cay em ăn được. Nhưng mà cái gì đó nó hơi đắng đắng như là khổ qua này kia các thứ thì em không có ăn mấy cái đó. Thì em sợ đắng hơn. Nhưng riêng một món em rất thích đắng đó chính là cà phê. Cà phê thích đắng, cà phê tức là thì... bình thường là uống là không có bỏ đường. Có dạ, bỏ đường rất ít. Ok, bây giờ sẵn sàng đến với câu hỏi thứ hai nha. Mình đã xem câu hỏi thứ hai sẽ như thế nào. Ali Hoàng Dương dễ trúng tiếng sét ái tình với người có tính cách như thế nào? Mạnh mẽ hay dịu dàng? Xin mời Ali. Sao hai cái nó đối nghịch nhau như vậy ta? Mạnh mẽ hay dịu dàng? Cái này thì cũng nếu như mà để nhìn vào bề ngoài thì cũng có thể dễ dàng đoán được. Có thể viết tắt cũng được cho nó nhanh rồi nha. Ok, xin mời Hoàng Kim, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Em là một người khá là mạnh mẽ, nhưng mà em nghĩ gu của anh Ali sẽ là một người nhẹ nhàng hơn. Dịu dàng đúng không? Dịu dàng đúng không? Sao lâu kìa? Anh lâu kìa. Không, tại vì nếu như lâu như vậy thì không thể nào mà viết lại kịp. Thì em nghĩ là qua những cái điều mà anh Ali thể hiện trên mạng xã hội là một người rất là năng động, cho nên em nghĩ anh Ali sẽ cần một người dịu dàng hơn để mà có thể cân bằng lại cái cuộc sống năng động trong showbiz của mình. Thật ra đây là một trong những người gọi là fan hâm mộ lén lút nha. Có những cái người thương mình sẽ là quan tâm với mình một cách rất là nhiệt tình khi mà luôn luôn liên tục comment, nhưng mà có những người phải gọi là núp ở đâu đó. Núp lùm ở đâu đó xong rồi quan sát tia hoặc là tìm hiểu về mình qua những cái phương tiện khác. Thì em nghĩ là bạn này cũng nghiên cứu về mạng xã hội của em rất là kỹ đấy. Nhưng mà đáp án là như thế nào ạ? Em thì thực ra thì... Dịu dàng, chính xác, chúc mừng Hoàng Kim. Sao dễ quá vậy ta, sao cho câu hỏi gì dễ quá vậy? Thực ra nha, cái tính của em á, em ở với cái người mà mạnh mẽ em khó ở lắm. Tại vì... em cũng là một người rất là ít nói và mỗi lần nói thì cũng rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Thì với cái điều đó thì em cũng cần một cái người như vậy ở bên cạnh em để mà mình có được những cái giây phút nó êm ả, bình yên hơn, bình yên hơn. Dạ. Ok, mình đã qua hai câu rồi, rất là đơn giản đúng không? Dạ. Nhưng mà mình tăng lên được không? Mình tăng lên cái số câu đúng được không? Chứ ba câu em nghĩ là dễ quá, dễ so với Kim quá. Bây giờ mình tăng lên là 4/5. 4/5 riêng tập hôm nay nha, đặc biệt nha. Cái này để qua một bên đi. Chúng ta sẽ cho chính Ali đặt ra một câu hỏi và đưa ra hai đáp án. Và Ali sẽ viết cái đáp án đó vào trong bảng và bạn sẽ là người trả lời. Wow, vậy là freestyle luôn hả ta? Freestyle luôn hả anh? Yes. Ui là trời. Để tăng độ khó thêm cho chương trình. Khó quá, ta tự đặt câu hỏi về mình nó rất là khó nha anh Huy. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là cái câu hỏi mà Ali Hoàng Dương sẽ đặt ra cho Hoàng Kim là như thế nào. Nãy giờ tôi thấy suy nghĩ cũng khá lâu, một hồi mà để cho Hoàng Kim mà đoán được nữa thì tôi sẽ cười cho bể bụng tôi ở đây. Không, em nghĩ là cái này chắc bạn khó đoán lắm. Tại vì em cũng ít chia sẻ. Em nghĩ về anh nhé. Anh là một người thích đi du lịch ở biển nắng hay là ở núi lạnh? Du lịch ở biển nắng hay là núi lạnh? Đúng, cho em đoán. Đợi anh khoan trước nha, xong em đoán nha. Có biển và nắng nóng. Em khá là tin vào đáp án của mình và đó là núi lạnh. Tại vì em nhìn vào cái làn da của anh rất là trắng. Một người thích mà đi biển mà biển nắng thì thường họ sẽ thích một cái màu nâu, da khỏe khoắn hơn. Nhưng mà đối với anh Ali thì màu đúng không ta? Tại vì da anh Ali rất là trắng. Và đặc biệt là cái mái tóc máu lửa như vậy khi mà ra nắng thì sẽ phai rất là nhanh. Cho nên là em đã nghĩ rằng là một người thích núi lạnh hơn sẽ bảo quản được cái màu tóc lâu hơn và cái da nó trắng hơn. Ủa anh đi đâu vậy ạ? Em tính đi về á chứ đúng nữa rồi anh nói. Trời ơi, thiệt luôn á, tôi tức cái khúc này á. Thiệt luôn, cái này là em chưa từng chia sẻ luôn á. Ồ vậy là anh lên núi rồi em xuống biển rồi. Tại vì em là một người rất là thích da bánh mật. Cho nên là em rất là thường xuyên gu kiểu Tây Tây đó. Yes, kiểu là đó,
tanning rồi da nâu. Dạ đúng rồi, da cho nên là có lẽ là anh lên núi rồi em xuống biển thôi. Vậy là không hợp rồi. Không hợp nha, anh nói gì vậy? Hợp. Không hợp, anh nói gì vậy? Trời đất ơi, cái gì? Ali nghĩ là bạn đó rất là hay đó, có cái gì đó rất là giao cảm đặc biệt với Ali mới có thể trả lời được rất là nhiều câu đúng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư, liệu là Hoàng Kim có giành chiến thắng Ali Hoàng Dương trong phần thi này không? Câu hỏi của chúng ta như sau: Ali Hoàng Dương thích đi du lịch với ai, bạn thân hay người yêu? Chết em rồi. Viết nhiều quá. Kìa. Hoàng Kim, xin mời. Em nghĩ là bạn thân nha. Thiệt không? Thiệt. em nghĩ là bạn thân. Bạn thân. Dạ, tại vì em theo dõi story của anh Ali nhiều á, em thấy là cái story của anh rất là hồn nhiên năng động chứ không có phải tình cảm dịu dàng nhiều. Em ơi, em phải phân tích vậy nè, tại vì cái lúc đó Ali Hoàng Dương không có người yêu. Bây giờ em cũng chưa có. Có người yêu hay chưa có người yêu đâu có quan trọng. Quan trọng là thích đi với ai. Thích đi với ai. Thì nhiều khi người ta thích đi với người yêu người ta, nhưng người ta không có người yêu thì bắt buộc người ta đi với bạn thân. Mà em lại thấy người ta đi nhiều với bạn thân rồi em lại chọn như vậy. Quyết định chọn chưa? Anh phân tích vậy thôi, còn em chọn là cái quyền của em. Thôi cho em đổi người yêu đi. Người yêu. Người yêu. Rồi thôi thôi nè, công bố liền bạn thân nha mọi người. Công bố liền bạn thân nha mọi người. Ủa? Bạn thân nha quý vị. Dạ. Đó. Con bé chọn người yêu thì em là chọn bạn thân đó. Dạ, bé sai rồi đó, sai câu đầu tiên rồi đó. Quá là vui, thiệt sự em trả lời sai mà quá là vui. Cái điều mà em bất ngờ nhất tức là anh Ali lại thích giao lưu với những người, đi chơi với những người bạn thân của mình hơn. Thì đó là cái điều mà em suy đoán sai về anh ấy. Tại vì em tưởng là anh sẽ là một người rất là thích gọi là có những phút giây thật là thoải mái khi mà đi chơi với người yêu, hay là dịu dàng, muốn lãng mạn các thứ. Nhưng mà không, anh ấy muốn sự năng động của những người bạn bè và có được cái sự thoải mái sau những cái ngày làm việc dài. Thì đó là một cái điều mà em cũng như là tất cả các bạn fan của anh Ali có thể hiểu được hơn về anh. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Tình yêu gần nhất của Ali Hoàng Dương cách đây 3 năm hay 5 năm? 3 năm hay 5 năm hả? Ali còn không biết nữa thì làm sao mà Hoàng Kim biết được? Đó, một câu hỏi thử thách cả hai người. Phải tính coi là bao lâu rồi. Mình có thể ước chừng khoảng 3 năm hay là khoảng 5 năm. Ok, em đừng nhìn ghi nha. Ghi số thôi. Khác đi. Rồi, một cái số thôi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của Hoàng Kim. Xin mời. 5 năm. 5 năm là một đáp án của Hoàng Kim và đó là một đáp án không chính xác. Không chính xác, chỉ có 3 năm thôi. Trời ơi, trời ơi. Thật ra cái mối tình này nó cũng rất là nhanh chóng thôi, chưa có đến đâu cả. Nhưng mà em lại bị dai dẳng cái cảm xúc với cái người đó. Yêu mà mình có được tâm hồn của người đó đi thì nó sẽ là một câu chuyện rất là thăng hoa. Còn nếu mà mình yêu mà mình chỉ từ một phía thì nó cũng là tình yêu, nhưng đôi khi nó không có được thăng hoa. Thì em nghĩ nó cũng là một trong những cái điều khiến cho mình có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Đừng có, mọi người đừng có thấy như vậy mà mình lại bỏ đi cái chuyện là mình không yêu ai nữa nha. Cuộc sống cần phải có tình yêu, bởi vì khi có tình yêu thì nó sẽ lan tỏa được nhiều thứ tốt đẹp lắm. Rồi, ok. Như vậy là mình kết thúc phần thi đầu tiên và bạn Hoàng Kim đã không vượt qua được 4 trên 5 câu hỏi. Đồng nghĩa với việc là Ali Hoàng Dương giành chiến thắng, sẽ đưa ra một yêu cầu và bạn sẽ phải thực hiện cái yêu cầu đó ngay tại sân khấu này. Ôi chà, okay. Bạn hơi tiếc đúng không? Hơi tiếc là tại vì mình không được đưa ra thử thách cho thần tượng của mình đúng không? Thật ra em thắng rồi mà mọi người lại tăng lên 4 tại trên 5. Tại vì không, tập 1 á, tập đặc biệt lắm. Cái gì cũng vậy hết. Quan trọng nhất vẫn là mình cảm thấy vui vẻ với nhau á. Em có vui không? Vui mà đúng dạ, không? Vui. Nói chứ anh cũng phải nhìn em, xong rồi anh để đưa ra thử thách. Thì bạn này một cái ngoại hình rất là cá tính, một cái làn da rất là tây, có phảnh phất một cái gì đó rất là quyến rũ. Thì anh nghĩ là hợp nhất đó chính là nhảy. Ôi wow. Guốc 7 nhảy. Phân. Trời ơi, guốc 7 phân. Sao em ạ? À, nhảy sexy dance trên nền nhạc nhịp điệu cha cha cha. Nhạc cha cha cha. Nhưng mà nhảy sexy dance. Rồi bây giờ xin mời Hoàng Kim ạ. À, xin mời âm nhạc. Nhịp điệu cha cha cha. Yeah, hình như là đúng bài rồi anh. Đúng bài không, đúng rồi. Đúng lắm nha, tại không biết sự. Tiếp chưa. Vô.
tôi là trời. Anh thị phải cho em một vài động tác thôi mà. Không à. Đây là cơ hội của bạn đó, bạn làm đi. Thoải mái đi bạn ơi. Coi như tôi không có ở đây. Taxi đen nha. Ồ. Nhịp điệu cha cha cha. Quá trời, quá đất rồi. Quá trời. Nè nói em nghe đó, nè. Anh bữa... hiểu không? Sao? Ali em nói đi. Em ngại. Em cũng rất là ngại. Không nhưng mà bữa sau mà có cơ hội mà khi mà Ali Hoàng Dương mà có quay MV mà để cho một nữ vô múa sexy á thì bạn cũng nên ứng tuyển đi nè. Tôi thấy là cái vóc dáng thì cũng khá là phù hợp với Ali Hoàng Dương. Em nhìn là em biết bạn có khả năng liền. Có khả năng nhảy liền. Sexy và quyến rũ là rất phù hợp với lại Kim. Cứ nãy ra cái dáng. Trời ơi, muốn chết. Anh làm thử lại coi em thấy nó hơi thấy ghê đó. Ok. Vui không? Vui. Vui mà. Em nghĩ là fan của em dùng từ fan nó xa vời lắm. Em muốn kiểu những người mà yêu thích mình giống như những người bạn. Những người bạn này sẽ cùng nhau vượt qua thử thách hay họ sẽ đối đầu với nhau ở vòng thi thứ hai. Đây là một bí mật và chúng tôi sẽ bật mí ngay sau một vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại, đừng chuyển kênh nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đồng đội. Cho nên là hai vị khách mời của chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp để làm sao có thể vượt qua được thử thách của chương trình ngày hôm nay. Và mini game của chúng ta sẽ là gì? Ngay bây giờ Huy sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người nha. Ở đây chúng ta sẽ có những lá thăm với những con số bất kỳ. Và Ali Hoàng Dương sẽ lựa chọn một lá thăm và sau đó sẽ hát lên một bài hát để gợi ý cho đồng đội Hoàng Kim của mình làm sao để có thể biết được con số trong tay của Ali Hoàng Dương là con số gì. Và lúc đó Hoàng Kim ở đây, Hoàng Kim sẽ lựa chọn ở trong cái nhà banh này một con gấu bông. Đây, một con gấu bông như thế này có chứa một con số mà Hoàng Kim đã trả lời đúng trùng khớp với con số trong tay của Ali Hoàng Dương. Sau đó sẽ đứng tại vị trí này, sau đó sẽ ném vào chiếc giỏ. Em có cần cầm bên không? Đây, Ali Hoàng Dương sẽ đeo chiếc giỏ này vào trong người nhưng không được dùng tay, chỉ được dùng dùng chân để di chuyển thôi. Nếu như ném hụt thì Ali Hoàng Dương sẽ ném ngược lại cho Hoàng Kim. Hoàng Kim sẽ tiếp tục ném, khi nào vào giỏ thì thôi. Trong khoảng thời gian 5 phút, nếu như Hoàng Kim và Ali Hoàng Dương có thể vượt qua ba chú gấu bông thì chúng ta có thể giành chiến thắng ở trò chơi này. Bây giờ... Sẵn sàng cho em. Em rất sẵn sàng. Anh cũng sẵn sàng. Em cũng sẵn sàng. 1, 2, 3. Yeah. Rất là quyết tâm. Rồi, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Con số gì đây, cờ ra là con mấy gì đây. À cô 1, cô 2, cô 3, cô 4, cô 5, tiếp tục là cô gì? 6, đúng rồi, tiền 6. Số 6, đúng rồi, số 6 chính xác. Có, hãy tìm, sẽ có những con có, những con không. Số 6 đây, về vị trí. Ném. Em bị cận. Trời đất ơi, chơi này mà bị cận. Chết. Trời ơi. Ném ngược lại, thời gian đang chơi. Ném ngược lại chỉ cần 3 thôi. Trời ơi, trời ơi. Chính xác, tiếp tục, con số tiếp theo. Con số gì đây? Cái bà tiếp theo là cái bà tiếp theo luôn đó. Cái bà tiếp theo, nói đi. Số 7 đúng không? Đúng rồi. Số 7 chính xác. Trời ơi, quá trời, bà 7 rồi. Ui, trời, quăng vô. Trời chơi này đừng cẩn nha. Trời ơi, trả ngược về. Rồi, Kim phải lùi lại vị trí bắt đầu. Trời ơi, cái gì vậy? Trời. Ali không được dùng tay nha. 2 phút đã chơi qua, chúng ta còn lại 3 phút. Trời ơi, sao hay quá vậy nè. Tiếp tục.
Ok là. Trời cái này khó nha. Đổi được không? Đổi được không? Đổi tới bây giờ hát được thôi nha. Nhưng mà mình tăng lên được không? Mình tăng lên cái số câu đúng được không? Chỉ cần một nữa thôi. Tình yêu là của mấy người? Em hiểu rồi đó. Em hiểu rồi. Số 2 chính xác. Đây, rồi vô. Số 2. Trời, còn cuối cùng rồi. Anh ơi, bây giờ kêu em hát luôn rồi, em không hát được. Xin mời hai bạn ra đây. Thời gian chúng tôi cho 5 phút nhưng mà thật ra hai người này quá xuất sắc để có thể vượt qua cái vòng thi này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thưởng của chương trình nha. Xin mời. Kính thưa quý vị, như vậy là Ali Hoàng Dương và bạn Hoàng Kim đã cùng nhau phối hợp để giành chiến thắng trong vòng 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, là tập đầu tiên mà gặp gỡ đến tất cả quý vị khán giả. Cho nên là mỗi bạn sẽ nhận được một voucher ăn uống tại Tasty Kitchen xin gửi tặng Hoàng Kim và Ali Hoàng Dương. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Và ngày hôm nay không biết là cảm xúc của Hoàng Kim như thế nào khi được gặp gỡ Ali Hoàng Dương. Rất lâu rồi và em chỉ theo dõi anh qua màn ảnh nhỏ thôi. Và đến bây giờ em mới được gặp anh và em cảm thấy rất là vui khi mà đến đây ngày hôm nay để mà có cơ hội để mà coi như là tương tác với cả anh Ali cũng như là với anh MC rất là duyên dáng và công bằng và uy tín. Dạ. Cũng không quên. Đúng rồi. Chương trình này anh là nhất đấy. Anh là nhất đúng không ạ? Còn Ali thì như thế nào ạ? Cá nhân em thì em cảm nhận được rất là nhiều cảm xúc trong ngày hôm nay, bởi vì khi mà gặp một người mà mình chưa từng quen á thì nó sẽ có nhiều cảm giác ngại ngùng và mình sẽ hơi khó có thể mà tương tác hoặc là hết mình lăn xả như là những cái game show khác khi mà chơi với lại các bạn đồng nghiệp. Và đặc biệt là với một người yêu thích mình thì cái điều đó nó sẽ càng khó khăn hơn cho em, bởi vì em phải giữ hình tượng một xíu. Và cá nhân em thì em thấy là chương trình này một trong những chương trình ý nghĩa trong dịp gần đây, bởi vì nó sẽ mang lại được cái sự kết nối giữa những con người không quen biết nhau và chỉ biết nhau qua mạng xã hội hoặc là biết nhau trên truyền hình, thì sẽ mang lại được nhiều cái điều rất là thú vị cho những cái duyên mới gặp gỡ nhau. Thực ra thì ngày hôm nay Ali Hoàng Dương đã thể hiện rất là tốt hòa cùng với Hoàng Kim để chúng ta có thể có một chương trình thật là thoải mái, vui vẻ để gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả sau những ngày làm việc mệt mỏi trong tuần đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau vào khung giờ quen thuộc, đó chính là 13:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Lúc đầu cái ấn tượng đầu tiên của mình với lại Hoàng Kim là một cô gái rất là có cá tính, vẻ ngoài cá tính và có một cái làn da rất là đặc biệt. Cho nên đó là một trong những cái điều khiến cho Ali cảm nhận được là ngày hôm nay một ngày quay nhưng mà mình cũng bị nhan sắc của cô ấy làm cho mình phân tâm nhiều. Em rất là vui khi mà được gặp trực tiếp cũng như là được giao lưu với anh Ali Hoàng Dương. Thì em cũng hy vọng rằng qua những cái phần giao lưu này, không chỉ em mà là tất cả các bạn khán giả, các bạn fan của anh Ali Hoàng Dương cũng hiểu hơn được về anh. Và cũng hy vọng là mọi người sẽ có được cho mình những phút giây thật là thư giãn khi mà xem Hẹn Hò Cùng Với Ngôi Sao.